Linh cảnh hành giả chương 365, cổ trấn che giấu kịch tình, 2. Người trung niên khô gầy hỏi, nếu không thử giải bí mật câu chuyện che giấu. Lý Hiển Tông suy nghĩ một phen, nói, có thể, nhưng không phải bây giờ. Nói như thế nào? Thanh niên mất tay trái hỏi. Từ tin tức trên người thợ rèn vương có thể suy đoán ra, mỗi một nhân vật đều có câu chuyện tương ứng, cho dù chúng ta sưu tập toàn bộ tin tức, cũng không có khả năng hoàn toàn tiết lộ bởi vì còn có một nửa tin tức khác ở trận doanh hợp pháp bên kia lối suy nghĩ của lý hiển tông rất rõ ràng trấn âm dương là một phó bản đối xứng một nửa nội dung ở chúng ta bên này một nửa nội dung ở bọn họ bên kia muốn giải được kịch tình che giấu chỉ sợ phải chờ đại quyết chiến ít nhất tình huống chúng ta bên này là như thế trận doanh hợp pháp bên kia có thể độc lập giải mã kịch tình hay không tao cũng không biết người trung niên khô gầy liếm môi tao đã sốt ruột không chờ nổi không biết trong trận doanh hợp pháp có mấy cô em xinh đẹp hay không người khác quan tâm là trong hành giả trận doanh hợp pháp có kẻ mạnh giống như lý hiển tông hay không bọn họ không trì hoãn xuyên qua nội viện đến cửa sảnh trong lý hiển tông dừng ở ngoài cửa đang muốn đẩy cửa cái tay vươn ra bỗng nhiên cứng đờ trong khe cửa truyền đến lời vô nghĩa trầm thấp ai cũng đừng nghĩ cướp đi bảo vật của ta ai cũng đừng nghĩ cướp đi bảo vật của ta các đội viên phía sau như đối mặt đại địch Người trung niên khô gầy hạ giọng Ở ngay bên trong Lý Hiển Tông hít sâu một hơi Dùng sức đẩy ra cửa sảnh trong Theo cửa gỗ đẩy ra Mọi người thấy rõ cảnh tượng sảnh trong Đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên Chỉ thấy sảnh trong mở rộng chồng chất Một ngọn núi vàng cao cao Do vàng, vải vóc, tiền, tranh chữ Đồ sứ các vật phẩm đắt đỏ chồng chất thành Cạnh núi vàng Một bóng dáng mập mạp mặc quần áo viên ngoại quỳ đó Mảnh mặt làm ngơ đối với khách không mời mà đến ở sau lưng, trong miệng lặp lại tiếng lẩm bẩm vừa rồi. Phù, phù. Lý Hiển Tông nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng thở dốc đến từ phía sau. Năm đồng bạn nhìn chầm chầm ngọn núi vàng kia, trong ánh mắt toát ra nét tham lam, cũng yên lặng kéo giãn khoảng cách với nhau, bắt đầu cảnh giác lẫn nhau. Bọn họ đều muốn đạt được bảo vật, nhưng lại cũng không muốn đồng bạn đạt được. Thấy thế, trong lòng Lý Hiển Tông đột nhiên trầm xuống những tên ngu xuẩn này bị mê hoặc rồi. Ngọn núi vàng này giấu giếm sức mê hoặc, mà hắn sở dĩ giữ được bình tĩnh, là vì bản thân hắn là yêu mê hoặc, có được sức miễn dịch nhất định. Trước có triệu viên ngoại trình độ nguy hiểm chưa biết, sau có đồng bạn có thể nội đấu bất cứ lúc nào, làm không tốt, có thể phải đối mặt đoàn diệt. Lúc này, triệu viên ngoại trước núi vàng quay đầu, đó là một khuôn mặt hư thối cao độ, trên mặt bò đầy dòi bọ, hốc mắt trống rỗng, trong mắt rủ xuống ở má. Đói, đói quá. Triệu Viên Ngoại mở ra cái miệng rộng, khóe miệng rách đến bên tai, rít gào, ta muốn ăn tim gan các ngươi. Nữ vương kinh hãi muốn nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu, quả nhiên, ở trên vai cô, một đứa bé làn da xanh đen, mắt trắng dọa người bám ở đó. Tôi, tôi thế mà thấy oán linh, tôi đã suy yếu tới như vậy sao? Sắc mặt nữ vương càng thêm tái nhợt. Cô là thành viên tổ chức chính phủ kiến thức hơn xa linh cảnh hành giả hoang dã biết không phải nghề nghiệp đặc thù kỹ năng đặc thù nếu muốn thấy linh thể nhất định phải cơ thể yếu ớt dương suy mới được quan nhã trầm giọng nói cô đừng tự động cô đưa tay chọc một cái vào trong hư không chọc ra một khẩu súng trường dài khoảng 1.2 m vẽ hoa văn màu vàng khẩu súng trường này công nghệ chế tạo là của thế kỷ trước hoa lệ lại phong cách cổ xưa quan nhã nâng súng trường lên bán súng tì ở bả vai tách ra đôi chân dài để dày gắt gao bám lấy mặt đất nhắm đứa trẻ con xanh đen ở bả vai nữ vương bóp cò súng đoàn sức giật mạnh đẩy vai phải quan nhã lệch đi viên đạn xoay tròn tốc độ cao xuyên thủng đầu anh linh bắn vách tường phía sau ra hố sâu bắn ra vết nứt đứa trẻ con từ bả vai nữ vương ngã xuống ở trên đất vặn vẹo một phen đã bị thương không nhẹ nó là bị hiệu quả phá sát kèm theo trong viên đạn bắn cho bị thương khẩu súng trường này là đạo cụ đẳng cấp cao trong nghề nghiệp thám báo công năng của nó chỉ có một hạn đó chính là lực sát thương phương diện vật lý. Thám báo nghề nghiệp này, đến đẳng cấp cao, có được một trái tim trong suốt, có thể nhìn thấu hư ảo, bài trừ tà sát. Trị phần ngọn không trị phần gốc, đối phó oán linh, còn cần thần dạ du đến. Quan nhã kéo chốt súng, đẩy vỏ đạn ra, ép nòng súng xuống, nhắm oán linh một lần nữa. Đúng lúc này, anh Linh trên mặt đất phát ra tiếng kêu khóc bé nhọn, từng tiếng thê lương. Ngay sau đó, xung quanh cũng vang lên tiếng kêu khóc chỉ thấy trong nước sông trong ngõ nhỏ trên nóc căn nhà sát đường bò ra một rồi lại một anh linh màu xanh đen rất nhanh quan nhã cùng nữ vương đã bị bao vây không ổn nha lấy đâu ra nhiều anh linh như vậy nữ vương nhìn lướt qua thấy bảy tám con anh linh hung tàn cái này không phải rất rõ ràng sao quan nhã kéo họng súng trận địa sẵn sàng đón quân địch nói chúng ta kích hoạt là kịch tình từ quả phụ rất rõ ràng có liên quan với cô ta. Cô là nói những anh linh này là của cô ta. Nữ vương cả kinh, thầm nhũ nghe cảm giác không đáng tin nha. Lúc này, một anh linh từ bên cạnh di chuyển tấn công, nhanh chóng bò về phía quan nhã. Lão ti cơ nghi người nổ súng, bắn phiến đá nứt nẻ, đá vụn văng khắp nơi, bắn cho anh linh kêu thảm thiết thê lương. Nữ vương tháo xuống vòng tròn ở vành tai, hướng tới một anh linh khác ném mạnh, vòng tròn hóa thành vòng nước, ý đồ trói buộc anh linh nhưng thất bại nước là vật hữu hình không quay được linh thể vô hình căn bản vô dụng nữ vương cuốn lên nói vẫn là để cho nguyên thủy thiên tôn đến cậu ta là thần dạ du giải quyết những oán linh này dễ dàng loại oán linh cường đại mà đáng sợ này lực lượng đã đạt tới tiêu chuẩn sơ cấp linh phó ở trong hiện thực căn bản không gặp được hơn nữa trong hiện thực có đồng nghiệp thần dạ du có đồng đội chính phủ đối mặt loại oán linh cấp bậc này nhiều nhất phiền toái sẽ không trí mạng ở trong phó bản gặp được thì rất khó giải quyết quan nhã bình tĩnh kéo súng đẩy vỏ đạn ra đồng thời nói nguyên thủy sẽ không đến đây nếu kẻ địch của cậu ta là oán linh vậy bây giờ cậu ta đã giải quyết kẻ địch chạy tới trợ giúp nhưng cậu ta chưa nói rõ kẻ địch cậu ta gặp được không phải oán linh hơn nữa bản thân khó bảo toàn oán linh là chỉ nhằm vào hai chúng ta nói xong cô lại nổ súng bức lui một quán linh vì sao? Nữ vương phát hiện mình chỉ có thể ở bên cạnh nhìn Xuân, đảm đương một vai diễn phụ. Quan Nhã trầm ngâm một phen, nói, có thể là bởi vì hai chúng ta xinh đẹp. Ha! Nữ vương vẻ mặt ngạc nhiên. Cô chưa phát hiện sao, điều kiện kích hoạt kịch tình từ quả phụ là nam nữ tách ra, chúng ta đã tiến vào kịch tình, nhìn thấy lại không phải từ quả phụ, mà là đàn anh Linh này. Cái này quá nữa là từ quả phụ sắp xếp tới giết chúng ta, về phần bản thân cô ta hẳn là đang đối phó các nam nhân trong đội ngũ tuy thân hãm nguy cơ nhưng đầu óc quan nhã vẫn tỉnh táo như cũ một quả phụ lấy đâu ra nhiều anh linh như vậy chứ chồng cô ta trước khi chết lưu lại vậy trừ phi cô ta là heo một mẹ đẻ chín con lại liên hệ từ quả phụ chỉ gặp đàn ông một điểm này nguyên thủy có thể đã đoán sai nguyền rủ con trai bà vương không phải từ quả phụ một dâm phụ sao có khả năng bởi vì thất thân mà mang lòng oán hận chứ đối mặt kẻ háo sắc cô ta nên vui không khép được chân cũng lúc nào rồi cô còn lái xe nữ vương nghe hiểu cả giận nói ý của cô là đàn ông trong đội ngũ rất có thể đang phong lưu khoái hoạt với dâm phụ kia đàn ông quả nhiên đều không đáng tin cậy vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ chỉ có thể chờ nguyên thủy tới cứu chúng ta tin tưởng cậu ta đi tuy cậu ta là tên háo sắc hư hỏng quan nhã lại nổ súng một phát Tám con anh linh giống như chó đi săn, bao vây kẻ địch, mong chờ muốn bổ nhào tới. Lúc này, nữ vương thấp giọng nói: Quan nhã, phía sau cô còn có một anh linh. Quan nhã cả kinh hải, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cạnh bờ sông bên người một anh linh mượt mà đáng yêu nằm úp sấp, đầu thò vào trong nước, vểnh cái mông lên hướng về các cô. So sánh với anh linh màu da xanh đen, hung lệ điên cuồng, khí tức trên thân đứa trẻ con này tinh thuần hơn rất nhiều ít nhất quan nhã không nhìn thấy lệ khí nó ở phía sau mình khi nào nó ở trong nước tìm cái gì quan nhã theo bản năng xoay nòng súng nhắm anh linh nhỏ bờ sông một anh linh xanh đen bắt lấy cơ hội vung tứ chi nhanh chóng bò đến ôm lấy cẳng chân quan nhã khí tức âm trầm lạnh lẽo nháy mắt bò đầy toàn thân quan nhã chỉ cảm thấy tinh khí nhanh chóng trôi đi trong lòng cô trầm xuống nòng súng ép xuống bóp cò súng đoàn viên đạn bắn trúng anh linh đánh nứt phiến đá sau đó bắn ngược đến trên cẳng chân quan nhã nháy mắt xé rách máu thịt tạo thành vết thương khoa trương thấy xương khẩu súng này quả nhiên khiến mình trở nên xui xẻo quan nhã dẫn theo nữ vương lão đảo lui đến bờ sông cô thế nào rồi nữ vương khẽ biến sắc không ra làm sao quan nhã không đi quản vết thương không ngừng đổ máu nói trong năm phút đồng hồ nguyên thủy tiểu tử kia nếu còn chưa chạy tới chúng ta liền giữ nhiều lành ít trên đời lại có cô gái sắc đẹp mê người như thế quyến rũ như thế đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu bốn người đàn ông ở đây trong không khí có làng hương thầm bay bay cô gái bên cửa sổ khoác sa mỏng thân thể như ẩn như hiện cô ngoái đầu nhìn lại cười đẹp như hoa đào dịu dàng nói các vị quan nhân tôi mất chồng nhiều năm khuê phòng tịch mịch có thể mời các quan nhân rủ lòng thương lưu lại một đứa con hay không tiếng hít thở của các nam nhân càng thêm ồ ồ hỏa đức tinh quân lẩm bẩm được được ngoài miệng nói được gót chân lại không nhúc nhích hai chân khẽ phát trung, kiệt lực khống chế xúc động tiến lên thiếu niên một yêu do dự trầm tĩnh lộ ra vẻ mặt giải dụa, nhưng cuối cùng sự trong veo trong ánh mắt từng chút một bị dục vọng thay thế lý thuần phong thất giọng lẩm bẩm tự nhân quan tự nhân quan nhưng ánh mắt bám mãi ở trên người từ tú nhi dục niệm trong ánh mắt càng lúc càng mãnh liệt thiêu đốt lý trí trương nguyên thanh miệng khô lưỡi khô dục vọng lật sông nghiêng biển hận không thể ôm lấy người đẹp bên cửa sổ không để ý tất cả phát tiết tinh lực nhưng một tia lý trí còn sót lại đang cố gắng đấu tranh không thể đi nhiệm vụ ẩn là chống lại sắc đẹp ăn ngon và thích cái đẹp là bản tính con người cô gái động lòng người như thế sao có thể bỏ qua nhiệm vụ ẩn không làm cũng được mình bị mị hoặc rồi nhanh chóng chuyển dục vọng đến trên thân tiểu đậu bỉ. Quan nhã và nữ vương còn ở bên ngoài, thân hãm nguy cơ, mình phải cứu các cô ấy. Vì sao phải cứu các cô ấy, họ lại không cho mình ngủ? Tỉnh táo chút, một cửa ải này tuyệt đối không phải sắc đẹp đơn giản như vậy. Ngủ cô ta trả giá rất có thể là đoàn diệt. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, chỉ cần có thể đạt được cô ấy, chết cũng đáng. Lý trí tựa như chiếc thuyền con, chìm nổi ở trong biển dục vọng, khi thì bị nuốt chửng, khi thì ương ngạnh trồi lên mặt nước. Lý trí còn sót lại không nhiều của hắn, tổn thất toàn bộ ở trong tinh thần nội đấu, khó có thể làm ra ứng đối thực tế. Bốn nam nhân đều đang dùng phương thức của mình, dốc hết sức đối kháng dục niệm. Từ Tú Nhi nhìn các nam nhân dừng chân bất động, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ trước bàn trang điểm đứng dậy, bước sen uyển chuyển, tới bên giường ngồi xuống. Trong quá trình này, Ánh mắt đám người Trương Nguyên Thanh luôn truy đuổi cơ thể hoặc sắc sinh hương kia. Từ tú nhi sóng mắt lấp lánh, mềm mại đáng yêu động lòng người, miếng bờ môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói, các vị quan nhân còn chờ cái gì chứ? Chẳng lẽ là chê ta thấp kém, không đáng để vào mắt? Nói xong, nàng nâng bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vén lên sa mỏng trên bờ vai trứng như tuyết, tùy ý nó dọc theo thân thể mềm mại trắng nõn bóng loáng trượt xuống, cảnh xuân lộ hết. Tực ừ, ực! Ừ trương nguyên thanh nghe thấy được tiếng nuốt nước miếng không phân biệt được là của đồng đội hay là của mình lý trí còn sót lại hoàn toàn bao phủ hắn hai mắt đỏ rực lao về phía từ tú nhi bổ nhào cô ngã ở trên giường lớn khắc hoa mềm mại mà phía sau hắn là đồng bạn hai mắt đỏ rực tương tự các nam nhân hóa thành con thú dục vọng điên cuồng đánh mất toàn bộ lý trí xúc động bản năng chi phối thân thể bọn họ cởi áo quần giày từng móng phân tán dưới đất trương nguyên thanh cởi áo thun đầu to như như đấu ánh mắt tham lam đảo qua thân thể mềm mại của từ tú nhi muốn tiến vào đề tài chính ánh mắt hắn liếc qua mông tròn xoe đầy đặn trong đầu không chịu khống chế không tự chủ được hiện lên một ý nghĩ mông đẹp như vậy vì sao không mọc đuôi heo sau khi ý nghĩ này hiện lên trong lòng hắn không hiểu sao sinh ra ghét bỏ chỉ cảm thấy cô gái trên giường không phù hợp thẩm mỹ của mình người ta không thể ít nhất không nên động dục đối với cô gái không mọc đuôi heo dục niệm cuồng cuộn nhất thời bình ổn lý trí một lần nữa trồi lên trương nguyên thanh bỗng tỉnh táo từ tú nhi hít thở dồn dập hai má ẩn đỏ vươn ra cánh tay như ngó sen ôm đến sốt ruột không chờ nổi nói quan nhân mau lý trí trương nguyên thanh thật không dễ gì khôi phục dần dần lại bắt đầu trầm luân mà lúc này hỏa đức tinh quân đã lột sạch bản thân không kiên nhẫn đẩy trương nguyên thanh ra như là giả thú tranh đoạt quyền giao phối Trương Nguyên Thanh thuận thế ngã sang một bên, thử chuyển tình dục cho Tiểu Đậu Bỉ, nhưng hắn thất bại. Giữa Tiểu Đậu Bỉ cùng hắn giống như cách một tầng lụa mông mông lung lung. Là vì mình ở trong nhà mà nó ở bên ngoài. Trương Nguyên Thanh ý niệm chuyển động, nghĩ tới Chày Phục Ma, đạo cụ này có được hiệu quả tịnh hóa cùng phá ma, nhưng hắn không xác định hữu hiệu đối với dục vọng hay không. Chày Phục Ma ba cạnh bén nhọn, đâm vào đùi, chảy ra từng mảng lớn tinh huyết, phát ra hào quang màu vàng tinh thần dữ dội hiệu quả phá ma cùng tịnh hóa chồng chất sự dụ hoặc làm thần trí người ta bị lạc kia tiêu tán lý trí chiếm lĩnh cao địa nhưng dục vọng cũng chưa hoàn toàn biến mất bởi vì cái này trên bản chất cũng không phải ngoại vật chày phục ma tịnh hóa cùng phá ma không thể làm người ta biến thành hòa thượng lòng như nước lặng. bốt 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 trương nguyên thanh giơ tay chém xuống chém ngất ba đồng đội tránh cho bọn họ rơi vào vực sâu xử lý xong đồng đội phát điên trương nguyên thanh yên lặng chờ một lát nhưng chưa thu được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ ẩn phát hiện khác thường từ tú nhi mở mắt giờ phút này gò má cô ửng hồng càng thêm rõ ràng da thịt trắng như tuyết nhụn lên mảng đỏ ẩn sóng mắt lấp lánh ướt át bờ môi đỏ mọng khẽ mở phun ra giọng nói ngọt ngào quan quan nhân cho tôi ồ nhắc nhở nhiệm vụ ẩn chưa bắn ra vì sao mình rõ ràng đã thoát khỏi sắc đẹp dụ hoặc trương nguyên thanh âm thầm nhíu mày nhiệm vụ ẩn chưa kích hoạt khẳng định là có nguyên nhân hắn tính tiến thêm một bước mò mẫm kịch tình trầm ngâm vài giây trương nguyên thanh không đi nhìn thân thể mềm mại của từ tú nhi đè nén một mảng dục vọng trong lòng nói từ quả phụ chúng ta đến tán gẫu nghe thấy hai chữ quả phụ dục vọng trong mắt từ tú nhi hơi rút lui nhưng sau đó lại bị dục niệm cuồn cuộn thay thế yểu điệu đáp lại quan nhân ngài ngài muốn hỏi cái gì vang cầu ngài thương xót, cho tôi đi. Trả lời vấn đề của tôi, tôi liền thỏa mãn cô. Trương Nguyên Thanh vẽ cái bánh lớn, hỏi, cô biết con trai bà Vương sao? Từ Tú Nhi si ngốc cười duyên, biết, đó là thân mật của người ta. A. Cái gì? Câu trả lời này khiến Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, hắn không ngờ hai bên là quan hệ như vậy, cái này không phù hợp sự căm hận của bà Vương đối với cô. Hắn vì sao sẽ bị nguyền rủa? cô lại vì sao sẽ ở chỗ này trương nguyên thanh lại hỏi từ tú nhi im lặng chưa trả lời hai bên giằng con một lát trong miệng cô bay ra một tiếng rên rỉ mê người bất đắc dĩ khuất phục nói là cô gái kia quan nhân chớ trêu đùa người ta nữa yêu thương người ta đi trương nguyên thanh không chút dao động nói cô ta là ai trong sóng mắt lấp lánh của từ tú nhi đột nhiên phun ra oán độc cùng căm hận cắn răng nói hậu nhân của âm dương tán nhân, kẻ khống chế thực tế của trấn âm dương. Cô ta vì sao phải nguyền rủa con trai bà Vương? Từ Tú Nhi lại không nói chuyện nữa, túng lấy quần trương nguyên thanh, cầu xin, quan nhân, người ta thật khổ, vang cầu ngài thương xót, mau cho tôi. Chạy phục ma tịnh hóa dụ hoặc trên người cô gái này, nhưng dứt bỏ mị hoặc đáng sợ kia không nói, một cô gái dung mạo quyến rũ dáng người linh lung cầu lâm hạnh, làm đàn ông bình thường, không có khả năng không có ý gì đấu sức chịu đựng với mình. Công hiệu của chày phục ma chỉ có vài phút, cùng lắm thì ta đâm mình vài lần. Trương Nguyên Thanh cố nén không đi nhìn thân thể của cô, mặt không biểu cảm. Từ Tú Nhi thấy mình không thể dụ hoặc hắn nữa, khuất phục, ai bái nói người ta từ nhỏ đã xinh đẹp, lại bị gả cho một tên ma ốm, thành hôn không được mấy năm, con quỷ bệnh đó liền đi mất. Mấy năm qua khổ sở không có chỗ dựa, nhận hết xem thường cùng ức hiếp. Đứa con trai đó của bà Vương là lưu manh trên trấn, suốt ngày chơi bời lêu lỏng, ban đêm của ngày nào đó lẻn vào nhà người ta, bắt, bắt nạt người ta. Người ta một nữ tử yếu đuối làm sao phản kháng, lại một mình giữ khuê phòng nhiều năm, sau vài lần, liền, liền qua lại với hắn. Nhưng dần dần, thời gian dài, kẻ phụ lòng đó liền chán ghét người ta, cả ngày treo cô ta ở bên miệng. Từ tú nhi nghiến răng nghiến lợi, nước mắt tuôn rơi, nói, Tên lưu manh đó cũng không xem bản thân là mặt hàng gì, cô ta là hậu nhân của âm dương tán nhân, lại biết chút pháp thuật, dân chúng trên trấn đều rất kính yêu cô ta, kính trọng cô ta, tôn thờ, há là tên lưu manh kia có thể nhúng chàm. Ngoài miệng nói lời khen tặng, sự ghen tị trong ánh mắt lại mãnh liệt như thủy triều. Có một ngày, tên lưu manh đó lại tới tìm tôi, cho tôi một bình thuốc, bảo tôi vụng trộn bỏ vào trong nước trà của tôi. Cô ta cùng tôi tuổi sắp xỉ, lúc nhỏ từng là bạn chơi cùng, tôi muốn tiếp cận cô ấy cũng không khó. Tôi mới đầu không dám, nhưng tên lưu manh này nói, hắn đã âm thầm thương lượng với triệu viên ngoại, nhất định giải quyết thỏa đáng sự việc, khiến cô ta không dám trả thù. Cho nên cô bỏ thuốc cô ta. Trương Nguyên Thanh nheo mắt. Đúng. Từ Tú Nhi chưa phủ nhận, quán độc cùng ghen tị trong mắt lại nảy lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi sau khi mất chồng, cô ta hàng ngày tới gặp tôi, an ủi tôi, nhưng cô ta càng thương hại tôi liền càng hận cô ta nhan sắc tôi không kèm gì cô ta vì sao số khổ như thế hai mươi mất chồng bị lưu manh bắt nạt mà cô ta từ nhỏ cao quý được dân chúng trên trấn kính yêu dựa vào cái gì cô ta dựa vào cái gì không dính một hạt bụi dựa vào cái gì sạch sẽ tôi cũng muốn làm cô ta giống với tôi bị lưu manh đùa bỡn nghìn người làm chồng sau đó thế nào trương nguyên thanh hỏi sau đó từ tú nhi cười khanh khách nói sau đó tôi liền không thấy cô ta nữa nam nhân thối kia nói cô ta đã chết rồi chết tốt chết tốt thì ra là như thế nguyền rủa trên thân hai người liền giải thích thông mà bà vương căm hận từ tú nhi như thế cũng có thể lý giải con trai háo sắc có gì sai đâu sai đều là quả phụ này là cô ta dụ hoặc con trai mới làm con trai trở thành quái vật người không ra người mèo không ra mèo cái này phù hợp lập trường một người mẹ nhưng từ tú nhi không phải vua cổ sư mà nói bố trí trong nhà bà vương ra từ tay ai con trai bà vương và triệu viên ngoại có cấu kết mà triệu viên ngoại mời một pháp sư triệu viên ngoại thợ rèn vương cùng pháp sư ở trên chuyện này sắm vai nhân vật gì thật sự là ác độc nha bởi vì ghen tị mà đánh mất lương tri trương nguyên thanh cúi đầu nhìn cô gái lẳng lơ quyến rũ tận xương trong lòng không có chút nào dục niệm cùng lúc đó hắn nghe thấy trong đầu truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở ngài đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn một dục hỏa không tắt hai trên ba dục hỏa không tắt ghen tị cùng dục vọng khiến cô ta sa ngã thành ma quỷ âm u làm ra tội lỗi không thể tha thứ tuyệt đối đừng bị cô ta dụ hoặc bằng không sẽ rơi vào vực sâu ghi chú ta muốn khiến cô ta trầm luân ở trong dục vọng biến thành kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng đạo cụ nhiệm vụ một khối ngọc vỡ thì ra là thế chỉ có mình hoàn toàn chống lại được sắc đẹp mới có thể đạt được tán đồng một điểm này chạy phục ma không thể đến giúp mình trương nguyên thanh xem xét ô vật phẩm hai khối ngọc vỡ tổ hợp thành ngọc bội hoàn chỉnh vật phẩm nhiệm vụ ẩn đã thu thập xong nhưng tiến độ nhiệm vụ còn thiếu một cái từ tú nhi như phát điên cười lên một lát dục niệm một lần nữa ập tới vừa vuốt ve đôi chân vừa bắt lấy quần trương nguyên thanh cầu xin nói quan nhân người ta chịu không nổi nữa xin ngài thương xót xin thương xót đây là nguyền rủa của cô ấy đối với cô Trương Nguyên Thanh nói, một vấn đề cuối cùng, ở trước khi chúng tôi đến, có phải còn có một tên mập đi lên hay không? Từ Tú Nhi do dự một phen, cúi đầu nhìn về phía gầm giường. Trương Nguyên Thanh lập tức cúi người, quả nhiên ở gầm giường thấy được cực ngẫu. Gầm giường là một thân thể mảnh dẻ, gò má gầy tóp, giống như dân đói quanh năm ăn không no bụng. Trương Nguyên Thanh kéo hắn đi ra, cẩn thận kiểm tra, nhẹ nhàng thở ra, nhóc mập biến thành gậy trúc, khí tức cực kỳ mỏng manh, nhưng còn có khí tức tồn tại chưa chết từ tú nhi cười nhạo nói gã vô dụng chỉ rùng mình trên thân người ta vài cái liền không được nữa trong lòng trương nguyên thanh yên lặng nói tiếng xin lỗi lão đệ hắn lúc trước bảo cật ngẫu đi dò đường một mặt là thổ quái sức bền cao phòng ngự mạnh một mặt khác là ma quân trầm luân sắc đẹp vẫn như cũ có thể vượt qua nói lên trình độ hung hiểm của cửa ải này hẳn là thấp hơn bà vương cửa ải đó sự thật cũng quả thật như thế tật ngẫu chưa chết. Nhưng nay xem ra, hắn vẫn phán đoán mắc sai lầm, xem nhẹ ma quân, đánh giá cao cật ngẫu. May mắn tới kịp thời, nếu không nhóc mập rất có thể chết bởi tinh lực khô kiệt. Trương Nguyên Thanh cúi người sách lên mắt cá chân của các đồng đội, mang từng người bọn họ quăng ra cửa sổ. Quan nhân, chớ đi, chớ đi. Từ Tú Nhi lăn xuống giường, vừa lăn vừa bò đuổi theo. Có thể nhìn ra cô rất thống khổ, khát vọng nam nhân đến hóa giải đau đớn cô cứ ở nơi này tiếp tục chịu nguyền rủa đi. Hắn không nhìn thân thể từ Tú Nhi thêm một lần nào, hai tay chống lên bệ cửa sổ, tung người nhảy xuống. Tiếng thét chói tai của từ Tú Nhi vang lên ở sau người. Tôi làm sao vậy? Hỏa đức tinh quân dần tỉnh lại, vỗ sau gáy, nói, cả người đau đớn, cảm giác bị người ta đánh một trận. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo cùng Lý Thuần Phong sau đó chuyển tỉnh, thấp giọng rên rỉ. Sau khi dạy ra vài giây, Ba người lục tục tìm về ký ức trước khi hôn mê, lại nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc không thôi, không rõ đã xảy ra cái gì. Trương Nguyên Thanh nói, kịch tình từ quả phụ đi xong rồi. Nên đón ánh mắt mờ mịt của ba người, hắn mang sự việc kể đơn giản một lần, vô cùng đau đớn. Ba tên phế vật các người, chưa từng thấy nữ nhân sao. Vẻn vẹn một quả phụ đã mê các người thần hồn điên đảo. Ba người bọn hỏa đức tinh quân lộ ra vẻ mặt ấy nấy xấu hổ. Cậu làm như thế nào? Lý Thuần Phong ngoài cảm kích, lại có chút ngoài ý muốn. Chỉ cần quá mức biến thái, phụ nữ liền không thể dụ hoặc ta. Trương Nguyên Thanh không biết nên vui sướng hay bi thương, thản nhiên nói, tôi tự nhiên có cách của tôi. Lúc này, hỏa đức tinh quân nhìn chầm chầm cực ngẫu gầy như que củi, nói, đây là ai vậy? Cực ngẫu. Trương Nguyên Thanh nói. Lý Thuần Phong và Ly Ly Nguyên Thượng Thảo chấn động, đồng loạt cúi đầu đánh giá cực ngẫu, ngạc nhiên nói cậu ta sao lại thành như vậy đây là kết cục bị sắc đẹp dụ hoặc trương nguyên thanh lắc đầu thở dài nhìn cật ngẫu hôn mê bất tỉnh ba người lâm vào trầm mặc bọn họ rốt cuộc ý thức được mình vừa rồi thật sự đi ở quỷ môn quan một vòng nếu không có nguyên thủy thiên tôn chống đỡ được dụ hoặc dẫn chúng ta rời khỏi cật ngẫu chính là kết cục của chúng ta không hổ là nhân vật thiên tài liên tục vượt qua cấp s có đồng đội như vậy quả thật làm người ta yên tâm lý thuần phong cảm khái từ đáy lòng hỏa đức tinh quân và ly ly nguyên thượng thảo cảm kích nhìn về phía trương nguyên thanh nên đi tìm quan nhã cùng nữ vương thôi trương nguyên thanh nhắm mắt lắng động cảm xúc cảm ứng vị trí của tiểu đậu bỉ không ngoài dự liệu sau khi rời khỏi khuê phòng của từ tú nhi thông tin liền khôi phục hắn một lần nữa cảm ứng được tiểu đậu bỉ tồn tại hắn lắng động cảm xúc để ý thức theo liên hệ giữa chủ nhân cùng linh phó buông xuống ở trong cơ thể tiểu đậu bỉ. Trương Nguyên Thanh mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngẩn ra một phen, tầm nhìn vặn vẹo ảm đạm, mạch nước ngầm mãnh liệt, vô số tạp chất chảy xuôi, di động. Dưới nước. Tiểu đậu bỉ sao lại ở dưới nước? Hắn mờ mịt suy tư vài giây, quyết định tiếp nhận quyền khống chế, chủ đạo thân thể tiểu đậu bỉ. Nhưng sau khi sao hắn thất bại. Bởi vì tiểu đậu bỉ lúc này trạng thái bất thường, nó đang ở trạng thái phát động kỹ năng tầm bảo, theo bản năng thao túng thân thể, bài xích bất cứ ảnh hưởng nào tới từ bên ngoài. Tình huống tương tự, từng xuất hiện ở đêm đó bao vây tiểu trừ hắc vô thường. Dưới nước có bảo vật. Trương Nguyên thanh giật mình, nhưng chưa dừng thao túng, từng chút một ảnh hưởng tiểu đậu bỉ, ý đồ đánh gãy trạng thái của nó. Tiểu đậu bỉ linh trí mới mở, sức tự khống chế mỏng yếu, không sao khắc chế bản năng, nhưng thân là chủ nhân, hắn là có năng lực này lần trước ở tiểu học tùng hải chưa đánh thức linh phó chủ yếu là muốn xem xem nó phát hiện bảo bối gì trước mắt quan nhã và nữ vương thân hãm nguy cơ hắn không thể tùy ý tiểu đậu bỉ mất khống chế tiếp mười mấy giây sau trương nguyên thanh hoàn toàn đạt được quyền khống chế mang đầu tiểu đậu bỉ từ trong nước rút ra tầm nhìn vừa biến đổi hắn thấy mặt sông trong suốt thấy bờ sông bên kia tảng đá đắp lên thấy bên bờ mọc đầy rêu xanh Bên tai thì truyền đến thanh âm tràn đầy tuyệt vọng của nữ vương. "Tôi, tôi cảm giác đầu càng lúc càng choáng, trái tim nhảy lên nhanh hơn, có thể đột tử bất cứ lúc nào." "Quan Nhã, cô mất máu càng lúc càng nhiều, còn chịu đựng được không? Đưa súng trường cho tôi đi, tôi đến chống đỡ một lát." Quan Nhã bị thương rồi. Tình thế đã nguy hiểm như vậy sao? Trong lòng Trương Nguyên thanh nghiêm nghị, dâng lên sự lo lắng. Lúc này, hắn lại nghe nữ vương thở dài, 5 phút đồng hồ sớm đã vượt qua, xem ra bọn nguyên thủy là sẽ không đến cứu hai ta, bọn họ có lẽ bản thân khó bảo toàn, tôi còn trông cậy vào hắn có thể đến cứu chúng ta. Trương Nguyên Thanh hoạt động tứ chi, xoay người, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Ngoài 7-8 mét, quan nhã đứng ở bên đường, tựa lưng vào bức tường trắng, giơ súng trường, sắc mặt trắng bệch. Ống chân của cô cuốn một cái áo đơn màu đen, hẳn là phần chân bị thương, không thể đứng vững, cho nên chỉ có thể dựa vào tường để chống đỡ thân thể bắn mỗi một phát súng sắc mặt của cô liền tái nhợt đi một phần nữ vương trang điểm sương khói vòng tay màu bạc vẻ mặt kiên quyết bảo vệ ở bên cạnh quan nhã gặp lúc có anh linh lao lên cô liền lấy bản thân ngăn cản đảm đương khiên thịt lại để quan nhã nổ súng đánh lui anh linh đáng nhắc tới trên thân cô chỉ mặc một cái áo lót vận động màu đen nâng lên khe rãnh trắng trẻo thật sâu đầy đặn mê người xuống chút nữa là vòng eo chật thắt lại bụng bằng phẳng mềm mại. Hoàn toàn khác với vòng eo quan nhã luyện ra đường mã giáp cùng cơ bụng nhạt. Ống chân quan nhã cột áo đơn cầm máu, chính là cô ấy cởi ra. Anh Linh bao vây các cô tổng cộng có 6 con, thăm dò, công kích như Linh cẩu vồ mồi. Nhiều anh Linh như vậy, thế mà lại là anh Linh. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng thay đổi chủ ý, trả lại quyền chủ đạo, hạ đạt chỉ lệnh đánh nhau cho tiểu đậu bỉ. Tình cảnh này, chính là cơ hội tuyệt hảo rèn luyện năng lực chiến đấu của tiểu đậu bỉ đoàn quan nhã bóp cò súng đánh lui anh linh ôm lấy mắt cá chân nữ vương đánh cho nó thép chói tai thê lương bóng dáng vặn vẹo nữ vương rùng mình một cái tinh lực một lần nữa trôi đi rốt cuộc không chống đỡ được mềm nhũng ngồi bệt xuống khuôn mặt xinh đẹp trắng bệt tôi tôi không chống đỡ được nữa mà càng làm cô tuyệt vọng là con anh linh ghé vào bờ sông gội đầu kia không biết khi nào đã rời khỏi bờ sông đang bò về phía các cô tựa như muốn gia nhập đội hình vây công mặt khác có lẽ là ảo giác nữ vương cảm thấy ánh mắt đứa nhỏ chết tiệt kia luôn tập trung ở bộ ngực mình anh linh mập mạp đáng yêu thế tới cực nhanh đảo mắt bò đến phụ cận quan nhã như đối mặt đại địch xoay nòng súng nhắm vào tiểu đậu bỉ sắc mặt cô ngưng trọng quan sát ra con anh linh này lực lượng tốc độ so với anh linh khác xung quanh cường đại hơn nhiều đúng lúc này đứa con nít mập mạp đáng yêu kia đột nhiên lộ ra vẻ mặt hung dữ mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngao một tiếng bổ ngã đứa trẻ con màu da xanh đem dẫn trước ngón tay quan nhã đặt ở cò súng bỗng nhiên buông ra đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc thì ra đứa nhỏ không phải hướng về các cô nó chúng nó nội đấu rồi nữ vương đang nghe truyện trên tv audio cv vốn lâm vào tuyệt vọng thấy một màn như vậy trong đôi mắt xám xịt nở rộ ra thần thái lấp lánh tìm được đường sống trong chỗ chết. Khi ngẩn ra, tiểu đậu bỉ đã ấn chặt anh Linh màu xanh đen ở trên mặt đất, mặc cho nó dãy dụa như thế nào, vẫn không giải thoát đồng loại áp chế. Tiểu đậu bỉ cúi đầu, cắn cổ anh Linh xanh đen, nhẹ nhàng hút một cái. Một làn khói đen liền hóa thành sợi dây nhỏ, hù vào miệng mũi nó. Thân thể tiểu đậu bỉ bỗng nhiên bành trướng, khí tức khỏe mạnh hơn vài phần. Nó nếm được ngon ngọt, không cần trương nguyên thanh dẫn đường nữa tự mình chủ động ngao một tiếng lao về phía năm con anh linh còn lại anh linh xanh đen đối mặt kẻ địch cường đại có gan tử đấu nhưng đối mặt đồng loại cường đại chúng nó giống như bị áp chế lập tức tản ra chạy trốn tiểu đậu bị truy đuổi rất nhanh biến mất ở trong tầm nhìn chuyện gì vậy con anh linh nhỏ kia vì sao cứu chúng ta nữ vương ngoài sự bất ngờ còn mờ mịt khó hiểu vẻ mặt quan nhã có vài phần mờ mịt vài phần hồ nghi nhẹ nhàng lắc đầu nói mặc kệ thế nào tóm lại là được cứu rồi không cần đám đàn ông thối đến cứu chúng ta cũng đúng cuối cùng vượt qua nguy cơ ngự tỷ sinh tư sụi lơ dưới đất dựa vào vách tường thở hổn hển bộ ngực kịch liệt phập phồng đang nói hai người đồng thời nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng với nguyên thủy thiên tôn la lên quan nhã nữ vương Nữ vương khẽ biến sắc, cố gắng chống đỡ thân thể mỏi mệt không chịu nổi, vội nói, quần áo quần áo. Tuy cô trang điểm ăn mặc phong cách thiên hướng ngự tỷ thành thục, nhưng còn chưa hào phóng đến mức chỉ mặc nội y lõa lồ rêu rao ở trước mặt đàn ông. Nữ vương vội vàng cởi bỏ áo đơn, dựa vào tường rẽ vào ngõ nhỏ, không để ý vết máu dinh dính, nhanh chóng khoác ở trên người. Chờ cô mặc xong quần áo, các đồng đội vừa mới chạy tới, còn chưa chờ nữ vương mở miệng, Mấy người đàn ông thấy cô dung nhan tiều tụy, trăm miệng một lời. Cô cũng bị thải bổ. Nữ vương gắt, cái vớ vẫn gì vậy? Sau đó thấy được cực ngẫu trên lưng hỏa đức tinh quân, ngạc nhiên nói, hắn là ai vậy? Cực ngẫu. Hắn làm sao vậy? Hắn là như thế nào làm được trong nửa giờ, gây thành cái bộ dáng này? Nữ vương ngoài chấn động, có chút hâm mộ. Lúc mấy người nói chuyện với nhau, Trương Nguyên Thanh ngồi sổn bên chân lão ti cơ, thật cẩn thận thay cô lấy ra đầu đạn. Thương thế của chị rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, không thể chiến đấu nữa. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Quan Nhã cúi đầu, nhìn biểu cảm đau lòng lại lo lắng của đối phương, khóe miệng nhếch lên, tài xế lâu năm kinh nghiệm phong phú, vĩnh viễn sẽ để lại đường lui cho mình. Ở trong ánh mắt hoang mang của Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã mở ra ô vật phẩm, lấy ra một ống tim. Cô thế mà còn có sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, Nữ vương bất ngờ nói. Phó Thanh Dương rất ngang tàn nha, vật tư cấp chiến lược đưa cho chị họ như không cần tiền. Không được, chờ trở lại hiện thực, mình phải cố gắng liếm hắn. Trương Nguyên Thanh âm thầm liếu lưỡi. Một liều cuối cùng, giữ lại bảo mệnh. Quan Nhã đâm kim vào tĩnh mạch cổ tay, tiêm vào một phần ba, tiếp theo lại tiêm vào một phần ba cho nữ vương. Nữ vương nét mặt tỏa sáng, làn da khôi phục đầy đặn no đủ, nhỏ giọng hỏi. Quan Nhã, cô có phải con gái trưởng lão nào hay không thế? Vật tư cấp chiến lược, chỉ có cấp chấp sự mới có tư cách xin thuyên chuyển, thám báo cấp 2 không có quyền hạn sử dụng. Quan Nhã lắc đầu. Vẻ mặt nữ vương biến đổi, thử nói, vợ bé à. Quan Nhã quay đầu nói, hỏa đức, đưa cật ngẫu lại đây. Tôi không cần. Cật ngẫu quể oải đáp lại, không cần lãng phí sinh mệnh nguyên dịch quý giá ở trên người tôi, thổ quái chúng tôi có thể hấp thu lực lượng đại địa tẩm bổ thân thể. Rất may mắn, tôi chỉ là dương hư tinh mệt, không phải bị thương nặng, đại địa đủ để hồi phục sức chịu đựng của tôi. Hỏa đức tinh quân vội vàng đặt cật ngẫu xuống, nằm ngang trên mặt đất. Dương hư tinh mệt, nữ vương rốt cuộc có rảnh hỏi chuyện vừa rồi, đánh giá bốn người đàn ông, mấy người đã gặp cái gì? Trương Nguyên Thanh lời ít mà ý nhiều báo cho quan nhã cùng nữ vương biết tình huống sự việc, khi chúng tôi chạy tới khuê phòng của từ quả phụ, Cực Ngẫu đã bị coi là bả thuốc vứt bỏ ở gầm giường, phàm là muộn một lát, hắn đã tổn thất dương khí mà chết, cho nên nói người trẻ tuổi, cấm dục là thật sự tốt, cấm dục khiến bạn không có phiền não. Nơi này Trương Nguyên Thanh không kể công nữa, dù sao nếu nói mọi người đều sắc mình ta tỉnh, rất có thể sẽ gặp mọi người quốc công, mà hắn ngay từ đầu cũng quả thật không khống chế được, có chỗ bẩn. So với tứ bại câu thương, không bằng để một mình Cực Ngẫu đến phụ trợ mọi người vĩ đại quang minh chính nghĩa. Hỏa Đức Tinh Quân và Lý Thuần Phong gật đầu đồng ý, sắc là dao cạo xương. Sắc mặt cực ngẫu nghẹn đỏ bừng, xấu hổ muốn tìm kẻ đất chui vào. Sắc mặt quan nhã hơi tái nhợt, nhưng nhắc tới đề tài phương diện này, liền có tinh thần, cười mỉm nói. Nhóc mập diễm phúc sâu nha, từ tú nhi có ngọt hay không, có khác phụ nữ trong hiện thực hay không? Chia sẻ một chút thể nghiệm với chúng tôi đi. Cật ngẫu cầu xin nói, đừng, đừng nói nữa. Đừng nói nữa, cần thể diện. Nữ vương liếc bốn người khác một cái, cười nói, bốn người các anh có phát sinh quan hệ với từ Tú Nhi hay không? Không có không có. Bốn người đàn ông trăm miệng một lời, chỉ có cật ngẫu không giữ được. Cật ngẫu xoay đầu đi, không ham sống nữa. Hai cô lại gặp cái gì, vì sao chật vật như thế? Lý Thuần Phong thành công nói sang chuyện khác. Nữ vương liền mang việc mình gặp Quán Linh vây công nói một lần. Nói xong, cô nhíu mày lại hồ nghi nói về sau nữa anh linh kỳ quái kia liền đuổi oán linh khác chạy đi rồi hỏa đức tinh quân cảm thấy khó hiểu các anh linh của từ quả phụ nội chiến chẳng lẽ anh linh nhỏ đặc thù kia cố ý cứu các cô nữ vương khẽ lắc đầu tôi cũng không rõ cô trừng mắt nhìn trương nguyên thanh hầm hừ nói cậu cái gã thần dạ du này lúc cần cậu không dùng được nếu không có anh linh nhỏ đột nhiên phát cùng đuổi đi đồng bạn tôi cùng quan nhã giữ nhiều lành ít rồi quan nhã nhìn trương nguyên thanh lặng lẽ một lát đẩy ra đề tài anh linh nhỏ kia là linh phó của cậu hả nữ vương bỗng nhiên quay đầu vòng bạc dưới vành tay chớp lên cô sững sờ nhìn chằm chằm trương nguyên thanh trương nguyên thanh vương tay búng vang ngón tay một cái vài giây sau hắn nhìn về phía ngõ nhỏ sau mọi người nữ vương quay đầu nhìn nơi đó rõ ràng không có cái gì cả phù Trương Nguyên Thanh hướng tới mắt các đồng bạn thở ra một luồng thái âm lực. Trong mắt lập tức nổi lên cảm giác lạnh đau tê mỏi, sau đó, mọi người thấy trong ngõ nhỏ xuất hiện một đứa trẻ con mập mạp đáng yêu, tóc máu thưa thớt, đôi mắt đen lúng liếng như là một đôi cúc áo đen. Cái bụng nhỏ của nó căng phòng, hừ hừ, hoạt động tứ chi, bò về phía Trương Nguyên Thanh. Sao có thể? Nữ vương đang định nhìn kỹ, cảm giác đau mỏi trong mắt tiêu tán, anh Linh nhỏ cũng theo đó không thấy không phải không thấy mà là cô không nhìn thấy thì ra là linh phó của nguyên thủy thiên tôn anh linh kia vẫn luôn có mặt cũng chính là nói hắn ngay từ đầu đã an bài linh phó ở bên cạnh mình cùng quan nhã chính là vì để tránh tình huống xấu ở lúc cần thiết cứu chúng ta một chút thầm oán trong lòng nữ vương ở lúc này tan thành mây khói sau đó cô nghĩ tới cái gì sắc mặt xấu hổ hắn vừa rồi thao túng linh phó thấy rồi nhỉ nữ vương có chút xấu hổ cô phản ứng lại từng trừ xấu hổ lại có một chút tự tin mờ mịt xem ra cô rất hài lòng đối với ngực mình nha mặt khác bị nguyên thủy nhìn thấy bộ dáng chỉ mặc nội y lại là tâm lý như vậy ít nhất nói rõ cô không phản cảm nguyên thủy thậm chí có chút hảo cảm quan nhã không biểu lộ gì liếc nữ vương một cái nháy mắt đã phân tích ra tâm lý của cô trương nguyên thanh cũng không biết diễn biến tâm lý phong phú của hai cô gái nói nữ vương kính nhờ cô một sự kiện. Làm gì? Cô theo bản năng cảnh giác, suýt nữa muốn che bộ ngực đầy đặn đáng kiêu ngạo. Xuống nước giúp tôi nhìn xem, tôi hoài nghi đáy nước có cái gì. Trương Nguyên Thanh chỉ vào mặt sông. Nữ vương hơi ngẩn ra, khẽ thở vào một hơi, sẵn khoái đáp ứng, chờ chút. Vừa lúc muốn giặt vết máu trên quần áo. Cô tới bên bờ, tung người nhảy xuống sông, phốc một tiếng, bọc nước văng tung tóe. Trương Nguyên Thanh tới bên bờ chờ đợi, thẳng đến lúc đáy sông cuồn cuộn đục ngầu, nữ vương lao ra khỏi mặt nước, mà trên người không dính dọc nước. Dưới sông không có gì, tôi thậm chế thổi ra nước bùng đáy sông kiểm tra rồi. Cô búng khẽ vòng bạc ở vành tai. Không có gì. Điều đó không có khả năng nha, kỹ năng tầm bảo của tiểu đậu bỉ sẽ không mắc lỗi. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, rất nhanh có suy đoán. Tiểu đậu bỉ và nữ vương chưa đạt thành điều kiện kích hoạt, cho nên kẻ trước ghé mãi vào bên bờ cúi đầu tìm kiếm nó cảm ứng được dưới nước có bảo vật nhưng lại tìm không thấy người sau khổ sở tìm hồi lâu không có thu hoạch đáy sông cất giấu cái gì là vật phẩm tương quan nhiệm vụ ẩn hay là lại mở ra một chi nhánh lấy tin tức phó bản này triển lãm ra không có khả năng có phụ tuyến khác nếu là nhiệm vụ ẩn bảo vật dưới sông vô cùng có khả năng chính là đạo cụ âm dương tán nhân lưu lại đạo cụ từng khiến ma quân tiếc hận bỏ qua. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh rụt rịch, nói, tôi tự mình đi xuống. Cậu đi xuống cũng tương tự, không có đồ chính là không có đồ. Nữ vương biểu môi. Tủng. Trương Nguyên Thanh nhảy vào nước sông đục ngầu, hoạt động tứ chi, bơi về phía đáy sông, đồng thời, hắn triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, hy vọng mượn dùng kỹ năng tầm bảo. Tiểu đậu bỉ hiển hóa ở đáy sông, khi thì sang trái, khi thì sang phải xoay mòng mòng như ruồi bọ không đầu trương nguyên thanh sau khi thò đầu đổi hơi hai lần rốt cuộc bất đắc dĩ bỏ qua đáy sông quả thật không có cái gì không có khả năng nha giả thiết có liên quan với nhiệm vụ ẩn vậy mình đã tập hợp đủ ngọc bội theo lý thuyết có thể kích hoạt kịch tình xem ra ý nghĩ sai rồi ngọc bội không phải mấu chốt hắn nhanh chóng chuyển động đầu óc đồng thời cởi quần áo vắt khô nước trong làng nước tí tách rơi Hắn linh cơ khẽ động, nghĩ ra vấn đề ra ở nơi nào. Nhiệm vụ ẩn còn có một chi tiết chưa hoàn thành, kịch tình phó bản trấn Âm Dương, mình cũng chưa hoàn toàn phá giải, từ bản thân nhiệm vụ mà nói, còn chưa đạt thành viên mãn. Như vậy mục tiêu kế tiếp chính là hoàn thành một chi tiết cuối cùng, phá giải kịch tình phó bản, đến lúc đó lại trở về xem. Hắn quay về chỗ mọi người nghỉ ngơi, nói: "Các vị, chúng ta nên suy nghĩ, cửa ải tiếp theo là cái gì?" nữ vương vuốt ve vòng tròn màu bạc, nói: trên trấn chỉ có sáu người, chúng ta đã giải quyết ba người, theo lý thuyết, hẳn là đi xong kịch tình rồi. quan nhã lắc đầu: sai rồi, trong thôn trấn có sáu người, nhưng bà vương cùng sát mèo tính là một kịch tình, cũng chính là nói, trấn âm dương chỉ có năm kịch tình. chúng ta đã vượt qua mèo nguyền rủa cùng quả phụ từ tú nhi, nếu trận doanh tà ác bên kia tốc độ không chậm, cũng vượt qua hai cái, vậy kịch tình cuối cùng này chỉ sợ cần hai bên tranh đoạt. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, một nhân vật cuối cùng là Pháp Sư, Pháp Sư Triệu Viên Ngoại mời đến. Triệu Trạch Sương mù bao phủ cả tòa nhà, sương mù mỏng nhẹ như lụa, chậm rãi di động. Đột nhiên, sương mù xám xịt trung lên, như là nước lũ mở cống, hướng về phương hướng nào đó chảy xuôi. Sương mù càng lúc càng mỏng, độ rõ ràng càng lúc càng cao. Bóng dáng Lý Hiển Tông dần dần hiện ra, trong miệng hắn ngậm dao gấp, tay trái xách một cái đầu dữ tợn, bàn tay phải kéo một cái hộp gỗ khắc hoa. Nắp hộp gỗ mở ra, sương mù dày đặc như đàn cá về ổ, nhanh chóng chảy vào trong hộp. Chốc lát sau, sương mù dày đặc hoàn toàn tan đi, sảnh trong có năm đồng bạn nằm, bốn kẻ hôn mê, một kẻ bị móc đi tim gan. Nhất phương khắc hoa hộp gỗ. Hộp gỗ che mở ra, sương mù dày đặc như về bầy cá, rất nhanh chảy vào hồng trong. Khoảnh khắc, sương mù dày đặc hoàn toàn tán đi, Đội sảnh phục năm tên đồng bạn, bốn gã hôn mê, một gã tâm can bị lấy đi. Ở trong chiến đấu vừa rồi, bọn họ lại tổn thất một đồng bạn. Nếu không phải Lý Hiển Tông ứng biến nhanh, sớm kịp sử dụng đạo cụ này, vây đồng bạn cùng triệu viên ngoại ở trong sương mù, lại tiêu diệt từng bộ phận, đội ngũ tuyệt đối sẽ tổn thất thê thảm nặng nề. Bây giờ năm người còn sống, Lý Hiển Tông, thanh niên mất tay trái, khô gầy người trung niên, người đàn ông đồ Âu dày da, cùng với lặng lẽ ít lời người đàn ông tóc húi cua. Nghề nghiệp đối ứng là yêu mê hoặc, vu cổ sư, vu cổ sư, yêu mê hoặc, huyễn thuật sư. Cái phó bản chó má này, quyết chiến còn chưa bắt đầu, đã chết hai người. Lý Hiển Tông ném cái đầu triệu viên ngoại về phía núi vàng, tiếp theo đi đến bên cạnh đồng bạn, một cước đánh thức một người. Bọn mày lũ phế vật này, được việc không đủ hỏng việc có thừa. Lý Hiển Tông căm tức mắng. Các đồng đội nhe răng nhếch miệng, lại không dám phản bác. Giết quái vật kia rồi. Người trung niên khô gầy nhìn chung quanh. "Cần nhặt cái đầu tới cho mày, tặng mày nấu canh hay không?" Lý Hiển Tông cay nghiệt châm chọc. "Hắc, vậy nhất định mời mày cùng nhau thưởng thức." Người trung niên khô gầy nhếch miệng cười nói, "Tao muốn hỏi là, cửa ải tiếp theo của chúng ta là cái gì? Hy vọng đừng chết người nữa. Bằng không, chờ đến đại quyết chiến, người của chúng ta chết quá nữa, đánh như thế nào?" mày cho rằng trận doanh hợp pháp không chết người thanh niên mất tay trái thản nhiên nói lý hiển tông đang muốn nói chuyện bên tai quanh quẩn tiến linh cảnh nhắc nhở tiên ngài đã thành công đánh chết triệu viên ngoại mời lập tức tới quảng trường trung tâm trấn giết chết pháp sư tà ác mở ra đại quyết chiến bờ sông bên tai đám người trương nguyên thanh đồng bộ quanh quẩn tiến linh cảnh nhắc nhở tiên ngài đã thành công vượt qua sắc đẹp dụ hoặc mời lập tức tới quảng trường trung tâm trấn giết chết pháp sư tà ác, mở ra đại quyết chiến. Thật đúng là pháp sư. Vẻ mặt Lý Thuần Phong ngạc nhiên, trầm ngâm một phen, suy đoán nói, là vì câu chuyện kia bà Vương nói. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Ở trong câu chuyện của bà Vương, tên pháp sư kia là trợ thủ triệu viên ngoại mời đến, chế phục yêu nữ móc tim gan người ta, dựa theo logic bình thường, pháp sư là nhân vật mạnh hơn so với thợ rèn cùng triệu viên ngoại phó bản không có khả năng để trận doanh tà ác vừa lên đã gặp phải bóp mạnh nhất nhỉ câu chuyện của bà vương cùng miêu tả của từ tú nhi là có thể làm chứng cho nhau ở trong câu chuyện của bà vương nữ yêu móc tim gan người ta triệu viên ngoại mời đến pháp sư trừ yêu mà ở trong miêu tả của từ tú nhi con trai bà vương cùng triệu viên ngoại hợp mưu hại chết hậu nhân của âm dương tán nhân nơi này có điểm giống nhau chính là hai đám người đang đối phó hậu nhân của âm dương tán nhân khác nhau ở chỗ tính mục đích khác nhau pháp sư hẳn cũng là chân thật tồn tại bởi vì triệu viên ngoại và con trai bà vương nếu có thể hợp sức đối phó cô gái đáng thương kia sớm nên ra tay rồi vậy trong câu chuyện của bà vương sẽ không xuất hiện nhân vật pháp sư mà là bị câu chuyện khác đương nhiên ở trước khi linh cảnh nhắc nhở xuất hiện những thứ này đều chỉ là phỏng đoán của trương nguyên thanh mặt khác hắn rốt cuộc biết bố trí trong nhà bà vương ra từ tay ai là pháp sư Pháp sư kia hẳn là vua cổ sư, nữ vương đột nhiên nói. Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái, cô gái này cũng phản ứng lại rồi. Ở sau khi xác nhận từ Tú Nhi không phải kẻ nguyền rủa, nghe được tiếng linh cảnh nhắc nhở, cùng với nhớ lại câu chuyện của bà Vương, cô nếu còn không phản ứng lại, liền uổng thân phận thủy quỷ cấp 3. Lý Thuần Phong nói, có thể bố trí nguyền rủa, khẳng định là vua cổ sư, nhưng hậu nhân của âm dương tán nhân cũng biết nguyền rủa, như vậy xem ra, âm dương tán nhân cũng là nghề nghiệp tà ác. Nữ vương lắc đầu, thân phận âm dương tán nhân không ai biết được, trong phương án vượt bản khác từng đề cập, dân chúng trên trấn nói âm dương tán nhân có thể hô mưa gọi gió, lại có thể khống chế lửa nóng xua đuổi cường đạo, nay lại thêm nguyền rủa quá nữa là năng lực của đạo cụ nhĩ. Nói, tuyến kịch tình chúng ta từng đi, trong cơ sở dữ liệu của chính phủ thế mà không có phương án vượt bản. Hỏa đức tinh quân vẫn luôn cho rằng, trong cơ sở dữ liệu ngũ hành minh, nên thu nạp toàn bộ linh cảnh phó bản mới đúng. Nữ vương giải thích, phó bản linh cảnh giai đoạn siêu phàm số lượng nhiều mà tạp, rất nhiều người từ giai đoạn siêu phàm đến giai đoạn thánh giả, phó bản siêu phàm tổng cộng vào, có thể cũng không đến 10 cái, người nào đó thậm chí chỉ từng vào phó bản hai lần, đã cấp 2. Biểu hiện có hảo cảm của cô gái đối với một người đàn ông, chính là thường thường nói chuyện mang theo hắn. Quan nhã lại liếc nữ đồng nghiệp xinh đẹp cởi mở một lần. Nghĩ như vậy, Cô nghiêng đầu nhìn Nguyên Thủy một cái, phát hiện hắn đang cúi đầu suy tư. Kịch tình ma quân nên đi, hẳn chính là kịch tình bây giờ của chúng ta, cho nên hắn sau đó nhìn lại, cảm thấy phó bản có nhiệm vụ ẩn, hẳn là cái này rất rõ ràng, đổi là mình, mình cũng có thể phân tích ra. Nhưng tên Háo Sát kia đã thất thân với từ quả phụ, hơn nữa giết xác mèo, cho nên chưa kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Mặt khác, mình xem như đã hiểu vì sao phó bản trấn âm dương sẽ xuất hiện nhiều loại tuyến đường từng đội ngũ thực lực tổng thể so le không đồng đều gặp phải kịch tình sát mèo cùng từ quả phụ quá nửa liền đoàn diệt cho nên tuyến đường khác nhau đối ứng đội ngũ thực lực khác nhau hắn đang lúc suy nghĩ lý thuần phong nói ở trước khi tới trung tâm thôn trấn tôi cảm thấy chúng ta nên sắp xếp chiến thuật không cần lo lắng tôi cảm thấy sớm vài phút hoặc muộn vài phút có thể sẽ không ảnh hưởng đại cục lấy độ khó phó bản này bóp lớn hiển nhiên không phải bất cứ một bên nào có thể giải quyết ở trong vài phút. Mà bởi vì thế vạt ba chân, Lý Thuần Phong cho rằng, nếu bọn họ không hiện ra, trận doanh tà ác quá nữa không dám đi đẩy bóp, ai cũng không muốn hai mặt thụ địch. Đề nghị của hắn được đội trưởng Trương Nguyên Thanh tán đồng, cực ngẫu bây giờ không có cách nào chiến đấu, quan nhã, nữ vương, các cô còn dư lại bao nhiêu chiến lực. Nữ vương cảm ứng trạng thái của mình, khoảng 70%. Cô chưa bị thương, Tinh khí tổn hao nhiều giống với tật ngẫu, sinh mệnh nguyên dịch pha loãng bù lại hơn phân nửa thiếu hụt, nếu không nhiều nhất chỉ có 3 đến 40% chiến lực. Quan Nhã thì khác, vết thương do súng ở chân đã cầm máu, đang thông thả khép lại, nhưng bị thương phiền toái nhất chính là, vết thương cùng đau đớn sẽ làm đi đứng bất tiện, ảnh hưởng chiến đấu thật lớn. Thể thuật 50%, tấn công từ xa không thay đổi. Cô bình tĩnh đưa ra kết luận sau phân tích. Tật ngẫu phế rồi, đội ngũ giảm bớt đến 6 người, Lý Thuần Phong là học sĩ, chút thể lực thêm vào đó ở trong mắt nghề nghiệp tà ác không khác gì phế nhân. Quan Nhã là tay súng bắn tỉa, chúng ta bên này thật sự có thể chính diện đối kháng nghề nghiệp tà ác, chỉ có 4 người. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo là một yêu cấp 2, nhiều lắm đánh phụ trợ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bắt đầu nhanh chóng phân tích. Lý Thuần Phong rất tự mình hiểu lấy, nói Tôi có thể canh giữ ở bên cạnh quan nhã, tay súng bắn tỉa cần một người thủ hộ. lúc cần thiết tôi cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ bắn tỉa. a à, võ thuật chiến đấu tôi không tin tưởng nhưng bắn súng tôi là từng luyện, tôi tin thông đại bộ phận súng ống. trương nguyên thanh nhìn về phía thiếu niên u buồn trầm tĩnh, cậu biết bắn không? ly ly nguyên thượng thảo lắc đầu. hắn là linh cảnh hành giả hoang dã, ở quốc gia súng ống quản chế nghiêm khắc, không có con đường cùng mạng lưới quan hệ luyện tập bắn súng hơn nữa một yêu ở lĩnh vực bắn không có thiên phú thêm vào. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra súng ngắn bùng nổ, đưa cho Lý Thuần Phong, đạo cụ này cho anh, quy lực không tệ, anh cùng quan nhã phụ trách bắn từ xa. Ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía súng ngắn đường kính nòng súng lớn. Lý Thuần Phong ngạc nhiên tiếp nhận, xem xét xong tin tức vật phẩm, kích động một phen, đạo cụ thật mạnh. Xem phản ứng của Lý Thuần Phong, đạo cụ này Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa rất mạnh, hắn thế mà dễ dàng như vậy cho người ta mượn đạo cụ. Mọi người tò mò một phen, cực kỳ hâm mộ, đồng thời cảm khái nguyên thủy thiên tôn hào khí. Trương Nguyên Thanh sở dĩ đưa ra súng ngắn bùng nổ là vì hắn khẳng định chính diện kiềm chế trận doanh tà ác, cái này ý nghĩa phải cận chiến. Dưới loại tình huống này, đã có một món găng tay du côn, hắn nếu lại cầm súng ngắn nghề nghiệp hỏa sư, rất có thể khiến hắn sinh ra ý nghĩ ta muốn đánh 10 tên, sau đó không quan tâm lao vào trận doanh tà ác đây là đang tìm chết. Trương Nguyên Thanh tiếp theo lấy ra bù nhìn, giao cho thổ quái cực ngẫu, nói. Đợi lát nữa, cậu đừng lộ diện, tránh ở xa xa, dùng đạo cụ này đối phó trận doanh tà ác. Sử dụng bù nhìn, cần vài giây thời gian chuẩn bị, trong cận chiến rất khó sử dụng, cho cực ngẫu xem như lợi dụng đồ bỏ. Cực ngẫu tiếp nhận bù nhìn, xem xong tin tức vật phẩm, vẻ mặt so với Lý Thuần Phong còn khoa trương hơn. Cái này, cái này, nhóc gầy ngây dại. Đây là đạo cụ mình có thể sử dụng. Mình đời này cũng chưa từng sờ vào đạo cụ xa hoa như vậy. Lại tặng ra một món, hắn rốt cuộc giàu có bao nhiêu. Ta cũng muốn. Mấy người bọn nữ vương hỏa đức tinh quân sững sờ nhìn đội trưởng. Hết rồi. Trương Nguyên Thanh vội vàng xua tay. Cũng đúng, liên tục tặng ra hai đạo cụ, chính hắn nhiều nhất giữ một món nữa, không có khả năng còn có trữ hàng các đồng đội tỏ vẻ lý giải. Găng tay du côn có thể giao cho ta nhanh nhẹn, con mắt người quan sát có thể khiến mình dự phán công kích của kẻ địch, lưỡi dao khát máu vũ khí cận chiến sắc bén, chạy phục ma tịnh hóa khắc chế yêu mê hoặc cùng huyễn thuật sư, bốn món thần khí cận chiến này là không thể cho mượn, giày khiêu vũ màu đỏ là đạo cụ trung tâm. Khăn vang đỏ là đạo cụ bảo mệnh, những dịch dung không có công năng đối địch, lư hương thiên thì mà nói, rốt cuộc là độc mình, hay là độc kẻ địch. Mình quả thật không có đạo cụ. Lý Thuần Phong vui vẻ thu hồi đạo cụ, nói, Nguyên Thủy và Hỏa Đức Tinh Quân còn có nữ vương chính diện đối địch, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo đánh phụ trợ, tìm cơ hội xuống tay. Quan Nhã cùng tôi tấn công từ xa, cực ngẫu mà nói, cậu căn cứ năng lực bù nhìn, tự sử dụng. Trung tâm thôn trấn. Nước sông uống lượng chảy, mang đất trống ở trung tâm mổ thành hai nửa. Mảnh đất trống này ở trung tâm trấn ngày thường bị dân chúng thôn trấn dùng để phơi thóc tụ hội quần thể hoạt động giao dịch các thứ bờ sông nước hơi chảy xiết còn có đài đá dùng cho giặt quần áo bóng người mặc áo bào đen đứng ở giữa mảnh đất trống ngẩng đầu lên tắm rửa ánh mặt trời tựa như rất hưởng thụ cảm giác lại thấy ánh mặt trời hắn đã bị nhốt ở trong thôn trấn năm tháng dài lâu loại thời gian không thấy mặt trời này làm người ta phát cuồng phía nam mảnh đất trống kia trong ngõ nhỏ tiểu đậu bị lén lút thò đầu ra, đôi mắt to đen lúng liếng cảnh giác quan sát xung quanh. Chỗ sâu hơn, Trương Nguyên Thanh cùng các đồng đội dán lưng vào tường, thấp giọng nói. Pháp sư ở đất trống ngẩn người, trước mắt chưa quan trắc được bóng dáng trận doanh tà ác. Lý Thuần Phong đoán không sai, đối phương rất lén lút. Hừ, muốn tọa sơn quan hổ đấu, trận doanh tà ác đúng là không biết xấu hổ. Nhưng chúng ta cũng nghĩ như vậy mà. Hỏa đức tinh quân thầm nhũ đợi một chút nữa đi nữ vương cẩn thận nói một mảnh đất trống khác cũng là ngõ nhỏ người trung niên khô gầy dán lưng vào tường thật cẩn thận liếc ra bên ngoài một cái trục đầu về hắn quay về chỗ sâu trong ngõ nhỏ ở đường mòn mọc đầy rêu xanh do đá phiến cùng đá cuội ghép thành thấy các đồng bạn bọn nhãi con trận doanh hợp pháp rất âm hiểm nha chưa thò đầu ra người trung niên khô gầy đề nghị chúng ta trước đừng động vào pháp sư lôi bọn chúng ra xử lý trước. Cục diện thế chân vạc là củng cố nhất, ai cũng không muốn làm vật hy sinh, ai cũng muốn đối phương làm vật hy sinh. Thanh niên mất tay trái hừ lạnh nói. Lúc này so đấu chính là kiên nhẫn, hy vọng trong trận doanh hợp pháp có hỏa sư. Người đàn ông đồ Âu dày da lắc đầu. Cho dù có hỏa sư, chỉ sợ cũng đã chết, quá nữa không đi đến cuối cùng. Lúc này, so đấu chính là kiên nhẫn. Lý Hiển Tông trầm ngâm một lát, nói, trước đợi một chút, người có kiên nhẫn nhất mới có thể làm thợ săn, để tao nghĩ biện pháp một chút. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đệt, lão tử chịu không nổi nữa, chơi đi. Hỏa đức tinh quân cuối cùng hết sạch kiên nhẫn. Lý Thuần Phong và Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, một người đè lại một bên bả vai. Nhẫn nại, phải nhẫn nại. Lý Thuần Phong cảnh báo. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, đợi một chút nữa, chúng ta phải làm thợ săn, không thể làm con mồi nếu cậu thật sự không nhẫn nại nổi vậy chúng ta liền rút lui đi sưu tầm tung tích nghề nghiệp tà ác lúc này quan nhã phân tích nhớ rõ miêu tả trong phương án vượt bản không đội ngũ dẫn đầu đến quảng trường có thể đạt được phần thưởng vừa rồi linh cảnh nhắc nhở là bảo chúng ta giết chết pháp sư mở ra đại quyết chiến nói cách khác ai giết chết pháp sư phần thưởng liền thuộc về kẻ đó trương nguyên thanh đảo qua mọi người nói tôi có một ý tưởng. Nháy mắt giết chết pháp sư. Người trung niên khô gầy nhìn chầm chầm Lý Hiển Tông, ngạc nhiên nói, mày xác định có thể nháy mắt giết chết bót to sao, dựa theo chiến lược thợ rèn và triệu viên ngoại để phân tích, pháp sư này rất có thể là cảnh giới thánh giả, cho dù là cấp 4, nhưng cũng là cảnh giới thánh giả nha. Bọn mày quên món đồ này rồi sao? Lý Hiển Tông khẽ lật lòng bàn tay, cây kim thép dính vết máu khô cạn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh niên mất tai trái nhớ lại tin tức đạo cụ mắt sáng lên. Nó có thể giết chết pháp sư, cho dù không được cũng có thể bị thương nặng. Chúng ta hợp sức nhanh chóng đánh gục một tên thánh giả bị thương nặng, không có vấn đề. Chớ quên Lý Hiển Tông là từng giết thánh giả. Đợi lát nữa tao sẽ phóng thích sương mù che mắt tầm nhìn của Trận Doanh hợp pháp, bọn mày theo sát tao, chúng ta tốt chiến tốt thắng. Lý Hiển Tông nói. Nhưng trước đó cho tao vài phút thời gian trước. Dứt lời, hắn đi đến một bên, khoác thêm một cái áo khoác dơ bẩn có mùi, hai đầu gối hơi quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện. Để ta giết chết Pháp Sư, hành động thuận lợi để ta giết chết Pháp Sư, hành động thuận lợi. Nghề nghiệp vu cổ sư, đạo cụ giai đoạn thánh giả, người trung niên khô gầy vẻ mặt thèm nhỏ giải. Ở trước khi trận doanh tà ác phản ứng lại xử lý Pháp Sư, đạt được phần thưởng. Lý Thuần Phong trầm ngâm nói. Cái này vẫn có thể tính là một biện pháp tốt, nhưng độ khó rất lớn. Trương Nguyên thanh chậm rãi nói, dựa theo cấp bậc độ khó của trấn âm dương, pháp sư tỷ lệ đại khái là thánh giả, giai đoạn siêu phàm mà nói, chỉ có thể bị chúng ta thay phiên làm nhục. Từng, thánh giả cấp 4 là cao nhất, nếu quá mạnh, chính là hai bên chúng ta bị hắn thay phiên làm nhục, không phù hợp cơ chế cân bằng. Mấy người chúng ta liên thủ, chỉ cần làm ra bố trí châm chích, có tâm tính vô tâm, phần thắng thật lớn. Từng, tôi có một món đạo cụ có thể tịnh hóa nguyền rủa của vua cổ sư, nhưng hiệu quả không lớn đối với độc tố. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo liền nói ngay, tôi có giải độc hoàng, có thể suy yếu độc tố. Quan Nhã Trầm Ngâm nói, tôi có thể nổ súng yểm hộ mọi người, cho dù đối phương là thánh giả, trúng đạn của tôi cũng phải bị thương. Cật Ngẫu Vội nói, tôi có thể dùng bù nhìn nguyền rủa hắn, đối phó vua cổ sư chưa chắc hữu dụng, nhưng có thể ảnh hưởng. Lý Thường Phong bổ sung nói, súng ngắn nguyên thủy cho tôi có hiệu quả phá giáp tôi phụ trợ quan nhã bắn mọi người bàn bạc một phen chế định xong kế hoạch hành động trương nguyên thanh trầm giọng nói hành động hành động lý hiển tông áo khoác cũng không cởi một tay cầm dao gấp một tay nâng hộp gỗ dẫn dắt đồng đội chạy ra khỏi ngõ nhỏ đúng lúc này lý hiển tông vừa mới lao ra khỏi ngõ nhỏ bại lộ ở trong ánh mặt trời đột nhiên thấy chéo đối diện cũng chạy ra một đám người không ổn, bọn chó trận doanh tà ác đi ra rồi. Đáng chết, nhảy con trận doanh hợp pháp cũng đi ra rồi. Người hai bên bất ngờ không kịp đề phòng, vẻ mặt đều cứng đờ, vội vã dừng bước. Đều có cảm giác hao tổn tâm cơ mai phục kẻ địch, lại phát hiện kẻ địch cũng đang mai phục mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn Lý Hiển Tông dừng bước, liếc một cái liền nhìn ra trận doanh hợp pháp bên kia, người trẻ tuổi cầm đầu, chính là đối tượng mình muốn săn bắn. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh thốt ra, Lý Hiển Tông. Thế mà lại là Lý Hiển Tông. Kép đến cùng phó bản. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếng người trung niên khô gầy đột nhiên cất cao, là Nguyên Thủy Thiên Tôn kia của phân bộ Tùng Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn chợ đen trong lòng đất treo thưởng xếp thứ năm. Ba đồng bạn khác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không sai, chính là hắn. Lý Hiển Tông nhếch miệng, thú vị, mày thế mà cũng ở trấn âm dương, bố mày từng cân nhắc xong phó bản này đi ra ngoài làm thịt mày đổi tiền thưởng, lần này tốt rồi, bớt việc. Ồ đúng, tao nghe nói đoạn thời gian trước kẻ này thiếu chút nữa bị Lý Hiển tông giết, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Người trung niên khô gầy cười hề hề nói. Oan gia ngõ hẹp. Người đàn ông đồ âu dày da chớp mắt, cố ý cao giọng nói. Chỉ thằng nhãi này cũng xứng làm oan gia của Lý Hiển Tông cái đó cần lực lượng ngang nhau mới được mà thằng nhãi này chỉ xứng quỳ gối trước mặt lý hiển tông cầu xin tha thứ mấy đứa nhãi con hợp pháp bên kia bọn mày chết chắc rồi người trung niên khô gầy lập tức hiểu dụng ý của đồng bạn nhỏ đến vật lộn lớn đến hai quân giao phong tâm lý chiến đều cực kỳ quan trọng hắn vừa hô lớn ra tên lý hiển tông vừa lớn tiếng nói ngũ hành minh thật sự là ngày càng xuống dốc tay mơ bọn họ tôn sùng chẳng qua là con mồi của đội trưởng thằng nhóc nhìn thấy Lý Hiển Tông có mềm nhũng chân hay không, quỳ xuống gọi vài tiếng ông nội, bọn tao cho mày toàn thay, thế nào? Đám nghề nghiệp tà ác cười lên lên quái dị khà khà. Trận doanh hợp pháp bên này sắc mặt không quá dễ coi. Tuy biết đây là kẻ địch cố ý đã kích sĩ khí bên ta, nhưng đối mặt kẻ địch đáng sợ như vậy, tâm tính không chịu ảnh hưởng là không có khả năng. Thế mà lại ghép với Lý Hiển Tông, đây chính là hung đồ xếp hàng đầu trong danh sách treo thưởng của chính phủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Nữ vương khẽ biến sắc, theo bản năng quay đầu nhìn đội trưởng bên cạnh một cái. Nhớ ngày đó, sau khi sự kiện Lý Hiển Tông ở Tùng Hải chế tạo tập kích khủng bố, suýt nửa giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền ra, cô còn từng tham dự thảo luận. Mọi người nhất trí cho rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn so với Lý Hiển Tông, yếu hơn không ít. Không ngờ hắn vẫn không thể thoát khỏi số mệnh này. Không, không chỉ là hắn, bản thân mình cũng khó bảo toàn. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo là tán tu, không quá mẫn cảm đối với tin tức bên ngoài, nhưng nghe được ba chữ lý hiển tông, bỗng nhớ tới lời nữ vương khi giới thiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói. Lý hiển tông này là kẻ địch lớn của đội trưởng. Hơn nữa đội trưởng còn là bại tướng dưới tay hắn. Trong lòng thiếu niên một yêu rùng mình. Trừ hỏa đức tinh quân nghe được kẻ địch trào phúng đội trưởng nhà mình, cơn tức tăng vọt, tâm tình người khác đều trở nên nặng nề. Lúc này, Pháp Sư bị vây giữa hai bên nhìn quanh một vòng, hừ lạnh nói. Tay sai triều đình, rốt cuộc vẫn là tìm tới nơi này rồi sao? Không đợi mọi người đáp lại, nhận định hai bên là chó săn của triều đình, hắn ngẩng đầu lên, phun ra những làn khí xanh biếc, như khói đặc nhanh chóng tràn ngập. Có gió ủng hộ, khí thể xanh biếc hướng hai bên tuôn trào đến. Lui ra phía sau. Người đàn ông trung niên khô gầy hét lớn một tiếng, mở ra ô vật phẩm, bắt ra một con cóc bạch ngọc dơ lên trên. Khí thể xanh biếc chen chút lao vào trong miệng con cóc, trong chớp mắt, con cóc bạch ngọc biến thành màu xanh lục đậm. Một bên khác, nữ vương che ở trước mặt đồng đội, hai tay làm ra động tác nâng, trong tiếng ào ào, nước sông hóa thành con rồng giận dữ, cuốn lượng bay múa, nuốt khí thể xanh biếc như sương mù dày đặc vào trong bụng. Màu sắc con rồng nước nhất thời biến thành màu xanh lục nhạt. Đoàn. Đoàn. Đoàn nơi xa vang lên tiếng súng. ở nháy mắt sương mù xanh biết tiêu tán. trận doanh hợp pháp giành trước đánh lén trận doanh tà ác. hành giả trận doanh tà ác mắt nhìn bác phương tai nghe lục lộ. sớm có phòng bị, không chút hoang mang làm ra ứng đối, hoặc quay cuồng, hoặc nghiêng đầu, hoặc bổ nhào chéo đi. trong nháy mắt người đàn ông khô gầy bổ nhào, nghe thấy tường đất phía sau truyền đến tiếng vang trầm, xuất hiện lỗ đạn thật sâu, bốc ra khói thuốc súng. hắc cách xa như vậy, muốn đánh lén bố mày khóe miệng hắn vừa mới nổi lên nụ cười khinh thường lại là một tiếng súng vang nhưng mục tiêu lần này không phải hắn mà là con cóc màu xanh lục đậm rơi xuống ở một bên con cóc bằng ngọc nhất thời vỡ tan mảnh vỡ bắn ra bốn phía khí thể xanh biết giam cầm ở trong đó nháy mắt trào ra bao trùm khu vực này vừa rồi nổ súng không phải quan nhã mà là lý thuần phong hắn bắn chỉ là thủ thuật che mắt kiểm hộ cho quan nhã công kích nữ vương thấy thế lập tức dừng ý nghĩ giải tán trồng nước hai tay sữa nâng thành đẩy để rồng nước hóa thành màn mưa hướng về trận doanh tà ác bị khí độc bao phủ lúc này pháp sư áo bào đen từ trong túi bên hông lấy ra một cây gậy chống dài ba thước thân trượng tối đen như mực đỉnh chấp được thảm một viên ngọc thạch màu đen to bằng quả trứng gà hắn giơ cao gậy chống trong miệng phát ra tuy ngôn trầm thấp mà uy nghiêm tất cả đều phải chết ngọc thạch màu đen đỉnh gậy chống chợt sáng lên phát ra ánh sáng yếu ớt âm u quan nhã đầu ngõ giơ súng nhắm bỗng nhiên trái tim đau xót, dừng nhảy lên. Cô ôm ngực, chậm rãi ngồi xổm xuống, đau đớn há mồm thở dốc. Lý Thuần Phong cũng như thế. Trương Nguyên Thanh, Nữ Vương, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, cùng với đám người Lý Hiển Tông trên quảng trường đồng thời ôm trái tim, sắc mặt trắng bệch. Nguyền rủa, nguyền rủa cường đại. Điều, điều đó không có khả năng. Thanh niên mất tay trái đau đớn lẩm bẩm, nguyền rủa của thánh giả cấp 4 không nên mạnh như thế thánh giả cấp 4 là có thể nguyền rủa giết bất cứ một người nào ở đây, nhưng đó là nguyền rủa một vơ sớt một, nguyền rủa kiểu bao trùm không nên có uy lực như vậy. Một phần hào quang màu vàng mãnh liệt bùng nổ, Trương Nguyên Thanh nửa ngồi sổng tiêu trừ nguyền rủa ảnh hưởng, cũng ném ra chày phục ma trong tay, đồng thời, hắn thi triển giả du lao về phía Pháp Sư. Chày phục ma phát ra hào quang màu vàng bắn nhanh đến, Pháp Sư vung gậy chống, khen một tiếng, gạt bay chày phục ma bảo thạch màu đen phát ra vần sáng âm trầm lập tức tiêu tán nguyền rủa biến mất đây là công năng phá ma của chày phục ma có hiệu lực trương nguyên thanh tung người vững vàng tiếp được chày phục ma lượn vòng hướng về nơi xa quan nhã ngã người về phía sau dựa vào tường đất nên ngồi thì ngồi nâng lên nòng súng thật dài nhắm pháp sư bóp cò súng cô quyết đoán bỏ qua bắn trĩ nghề nghiệp tà ác bởi vì pháp sư quá mạnh một cái vô ý chính là đoàn diệt lúc này cần phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Đoàn Viên đạn bắn trúng đầu Pháp Sư, nhưng xuyên thấu chỉ là một cái bóng. Pháp Sư giơ gậy chống xuất hiện ở cách mấy mét, mà áo choàng của hắn không biết khi nào đã rách ra. Chiều cao của hắn đạt tới 2 mét, thân hình bao trùng giáp cứng rắn, hai chân cơ bắp cuồn cuộn, không tráng kiện, tương tự với chi sau của châu chấu. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tận xấu xí, tựa như côn trùng, vòi miệng dữ tận, cái tráng thò ra hai cái xúc tu. Quan nhã kéo nòng súng, đẩy vỏ đạn ra, lại bắn một phát. Viên đạn một lần nữa bắn trúng tàn ảnh, pháp sư xuất hiện ở một bên khác của quảng trường, hai chân như chi sau châu chấu cùng xúc tu giao cho hắn sức phản ứng cùng tốc độ vượt quá tưởng tượng. Pháp sư rốt cuộc chú ý tới cô, đôi mắt đen như tinh thạch nhìn qua. Trong lòng quan nhã trầm xuống, lúc này, cô thấy Trương Nguyên Thanh không để ý tất cả bổ nhào tới, vì cô mà lao về phía pháp sư. Pháp sư thu hồi ánh mắt, hướng về Trương Nguyên Thanh, nhưng kẻ địch trước mắt này lại đột nhiên biến mất. Xúc tu trên trán Pháp sư khẽ động, không biết là đang cảm ứng luồng không khí, hay là phóng thích tín hiệu nào đó, hắn bỗng nhiên quỳ gối, hướng phía bên phải cuột ra đòn roi chân sắc bén. Bốp! Một bóng người bị cuột bay, chính là Trương Nguyên Thanh hai cánh tay giao nhau ở ngực. Hắn bay lên cao cao, quay cùng chạm đất, cổ họng tanh tanh ngọt ngọt. Hai đầu gối Pháp sư trầm xuống, đang định truy kích, bỗng cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cẳng chân, nơi đó có một vết chém thật sâu, chất lỏng đặc màu xanh lục ồ ồ chảy ra. Hắn ngẩng đầu, gậy chống chỉ về phía Trương Nguyên Thanh, viên đá quý màu đen phát ra hào quang màu đen. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy cẳng chân đau đớn, máu thịt không tiếng động nứt toát ra, cũng không ngừng mở rộng. Hắn không chút suy nghĩ, chạy phục ma hung hăng đâm vào đùi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.